hiện nay tình hình khô hạn nghiêm trọng nhất trong lịch sử đang diễn ra trên phạm vi cả nước, không những gây ảnh hưởng đến việc tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung cấp nước sinh hoạt, mà còn ảnh hưởng lớn đến sản xuất của các nhà máy thủy điện do mức nước các hồ đã xuống rất thấp. Đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các hộ gia đình hãy sử dụng tiết kiệm điện hợp lý, tắt bớt các đèn chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ và các thiết bị điện không cần thiết để tránh phải tiết giảm điện trong thời gian tới.